Tổng thống Pháp lên tiếng sau khi bị tát vào mặt. Tổng thống Pháp Macron khẳng định chuyện bị tát giữa đám đông không làm ông sợ hãi và sẽ tiếp tục gặp người dân theo cách này. Tôi vẫn ổn, chúng ta phải nhìn nhận đúng sự việc này. Theo tôi, đây chỉ là sự cố cá biệt, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời báo Dauphin Libre hôm 8 tháng 6. Đừng để các sự kiện cá biệt, những cá nhân cực đoan chiếm sóng dư luận bởi chúng không xứng. Bình luận được đưa ra sau khi Macron bị một người đàn ông trong đám đông bất ngờ giữ chặt tay phải và tát vào mặt ông bên ngoài trường trung học làng Ten Hermitage thuộc vùng Drôme, ngoại ô thành phố Valence. Đây là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến thăm nhiều địa phương trên toàn nước Pháp của ông. Video trên mạng xã hội cho thấy nhân viên an ninh không kịp trở tay và Tổng thống cũng không kịp né cú tát. Hai người đàn ông bị bắt sau sự cố và đang bị lực lượng hiến binh thẩm vấn. Trong video có thể nghe thấy tiếng hét trong trận chiến thời Trung Cổ gắn liền với những người cực hữu muốn Pháp trở lại chế độ quân chủ. Cụm từ này cũng xuất hiện trong bộ phim hài nổi tiếng của Pháp năm 1993, Les Visiteurs. Macron cho biết ông không sợ hãi và sẽ tiếp tục cùng vợ là Brigitte gặp gỡ công chúng theo cách như vậy. Tôi luôn muốn tiếp xúc ở khoảng cách gần như tôi đã nói, tôi muốn như thế, Macron nói, đồng thời mô tả cái tát là sự ngu ngốc. Ngu ngốc kết hợp với bạo lực là điều không thể chấp nhận được. Người tát Macron được xác định là Damian, dường như bắt chước trận chiến thời Trung Cổ và theo dõi một số người cực hữu có ảnh hưởng trên mạng, theo các tài khoản mạng xã hội mang tên anh ta. Người bạn đứng cạnh Daniel ngay trước khi sự việc xảy ra tỏ ra kinh ngạc. Anh ta vốn không phải là người thích bạo lực. Lloyd Dauriac, 36 tuổi, nói. Dauriac cho rằng tiếng hét trong video nhiều khả năng liên quan đến bộ phim hài Les Visiteurs hơn là lý do bảo hoàng, bởi Damien không ủng hộ chủ nghĩa này. Người đàn ông khác bị bắt là Arthur C., thành viên hội đồng khu phố, theo trang web của tòa thị chính.